Chào các bạn, đây là thành phẩm của món dồi heo hay còn gọi là dồi mỡ mình vừa mới làm xong đây. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng các bạn. Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái món dồi này đơn giản, dễ làm, sơ chế rất là sạch. Và đặc biệt đó là các bạn làm một mình thôi, các bạn cũng có thể làm được món dồi này. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món dồi này các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món dồi mỡ các bạn nhé. Chắc hẳn là ở đây ai cũng rất là thích ăn cái món dồi này, bởi vì nó mát và lâu lâu chúng ta mới lại làm một cái món ăn truyền thống như vậy. Ở đây để làm được món dồi mỡ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là hống chó, hành lá. Và muốn cho cái món dồi này được thơm hơn thì các bạn và mát thì các bạn có thể dùng cho mình ở đây đó chính là cái rau má này thì nó có cái tác dụng là làm mát rất là tốt và tạo cho cái món dồi này một cái đặc trưng. Còn nếu không thì các bạn chỉ cần sử dụng hai nguyên liệu đó chính là húng chó và hành lá thôi. Mình dùng mỡ khổ thay cho mỡ vặt, bởi vì mỡ vặt thì mình thấy là cái phần mỡ bèo nhèo nó không có ngon, và mình dùng ở đây đó là mỡ khổ, mỡ phần thăn các bạn nhé, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và lòng này thì các bạn lựa chọn cái phần đoạn lòng nó lớn lớn một chút để chúng ta làm tiết nữa. Và đây là một cái dụng cụ không thể thiếu được với cái món này, đó chính là cái cút mà các bạn tự làm như thế này. Các bạn khoét cho mình cái lỗ rộng ở phần đít chai để khi mà làm xong các bạn sử dụng cái này nó rất là tiện. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Ở đây các loại rau mình đã rửa rất là sạch rồi. Còn cái phần lòng này thì chúng ta sẽ phải sơ chế sạch một chút, nếu không nó sẽ rất là mùi. Trước hết thì các bạn sẽ dùng cái vòi nước ấy, các bạn chả vào cái phần đầu lòng cho mình nhé. Các bạn tốt nó đi. Sau đó các bạn cho cái phần cuối nó xuống cái bồn để các bạn tút nó không bị ra cái chậu. Các bạn tút qua cho mình như vậy. Các bạn dùng kéo các bạn cắt bớt cho mình cái phần mỡ ở phía ngoài của lòng như thế này để khi mà các bạn làm nó sẽ không bị vỡ. Đoạn nào mà nhiều quá là các bạn cắt đi cho mình. Ý là cắt để cho cái đoạn lòng nó được thẳng ấy các bạn. Bạn tút đi tút lại khoảng 2 lần cho nó ra được cái phần bẩn ở phía trong. Sau đó các bạn lộn để các bạn sơ chế cái phần trong cho nó sạch. Phía trong các bạn xả vòi như này thì các bạn lộn lòng nó sẽ dễ. Khi mà các bạn lộn lòng xong rồi thì các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là nước mắm. Các bạn dùng nước mắm để các bạn bóp thì nó sẽ khử được cái mùi hôi từ lòng rất là hiệu quả. Các bạn bóp cho mình từ 3 đến 5 phút, hiệu quả lắm luôn đấy các bạn. Còn nếu như các bạn không muốn sơ chế kỹ như mình thì các bạn bóc mắm ở phía ngoài thôi. Còn muốn sạch và ăn món dồi mỡ này nó thật là thơm và không bị hôi thì các bạn làm tương tự cho mình như vậy nhé. Và bóp từ 3 đến 5 phút, sau đó các bạn rửa sạch và lộn lại là chúng ta sẽ có được phần lòng để làm dồi rất hiệu quả.
Sau khi mà các bạn đã bóp cho mình được 3 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ xả nước và rửa sạch, sau đó lộn lại lòng nhé. Trước hết là mình sẽ rửa sơ đã. Bây giờ lộn lại nha. Bây giờ sau khi mà các bạn đã rửa sạch rồi thì các bạn vớt ra một cái đĩa hoặc là một cái rổ để ráo nước, sau đó chúng ta sẽ làm nhé. Trần 2 phút cho mình, sau đó vớt phần mỡ này ra. Bây giờ thì các bạn sẽ thái nhé. Với cái món dồi này thì phần đầu hành các bạn không dùng, các bạn cắt đi cho mình, để lát nữa mình chuẩn mình ăn sống cùng thôi. Bây giờ các bạn thái nha, các bạn thái nhỏ cho mình. Ăn nhiều rau thì các bạn chuẩn bị nhiều hành này, nhiều mùi, nhiều hướng hết các bạn. Còn nếu như các bạn mà muốn ăn rau vừa vừa thôi thì chuẩn bị vừa vừa và thêm nhiều mỡ. Phần húng này các bạn cũng sẽ thái nhỏ giống như là các bạn vừa mới thái hành ấy. Húng này thì các bạn cho vừa phải thôi, cho nhiều quá thì nó sẽ lại có vị đắng. Các bạn có thể băm hoặc là thái đều được. Rau má sợi nó sẽ cứng hơn, cái thân nó cứng hơn cái phần rau húng thì các bạn sẽ thái nhỏ hơn nữa cho mình nhé. Hoặc là các bạn có thể băm. Thái xong rồi băm. Phần mỡ khổ này thì các bạn sẽ thái hạt lựu, sau đó băm hoặc là các bạn thái hạt lựu nhỏ. Các bạn chọn phần nào nó có cả mỡ cả nạc thì ăn nó sẽ không bị ngấy. Nếu các bạn không muốn trần qua thì các bạn có thể cho vào trong ngăn đá tủ lạnh 30 phút đến 1 tiếng
thì thái rất là dễ. Đó, các bạn cứ thái hạt lựu như vậy, tương tự cho đến hết nhé. Khi mà các bạn thái xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ nêm gia vị, bởi vì là cái phần tiết heo nó đã có cái vị mặn rồi, cho nên là bây giờ các bạn chỉ cần nêm cho mình bột ngọt thôi. Bột ngọt thì các bạn sẽ dùng cho mình ở đây đó là 3 thìa cà phê. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình 300ml tiết. Tỷ lệ pha tiết thì các bạn cứ 1 tiết 2 nước cho mình nhá. Ở đây thì các bạn dùng 300 thì các bạn sẽ dùng 600ml nước. Đây. Các bạn cho tiết vào đây nha. Sau đó thêm nước vào đây. Các bạn bóp đều lên. Các bạn trộn đều lên để cho cái phần tiết nó có thể đông được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm nhé. Các bạn sẽ dùng cho mình một cái dây chỉ để các bạn cố định cái phần cuối của cái đoạn lòng này. Đoạn này nhỏ hơn thì mình sẽ cố định trước. Các bạn buộc chắc vào nha. Tại vì là hôm nay chỉ có mình làm thôi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất. Đó, các bạn buộc nó vô. Thắt chặt lại nha. Các bạn sẽ luồn cái phần đầu lòng ra đây. Sau đó các bạn cho vô cái nắp chai như thế này. Cách này rất là nhanh, tiện. Làm một mình cũng làm được luôn. Nếu mà thèm quá đúng không các bạn? Đó, như vậy thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Tiết cũng đã đông rồi đây. Đó, các bạn cho vô đây. Các bạn dùng cái đũa, các bạn nhồi xuống như thế này. Đó, các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã dồn xong cho mình cái phần tiết như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ buộc nhá. Bởi vì là trong cái phần này nó vẫn còn hơi, cho nên là các bạn đừng bỏ cái này ra vội. Chúng ta sẽ dồn hơi để cho hơi nó lên, thì khi mà các bạn luộc nó sẽ không bị vỡ. Mình sẽ chia ra thành các cái đoạn nhỏ. Đó. Các bạn nghiêng một chút để cho nó dồn được cái hơi xuống. Các bạn nhớ là khi mà mình buộc như thế này thì các bạn nhớ để cho nó một chút lỏng lỏng một chút. Ý mình là lỏng cái phần bên trong nha, chứ còn lúc buộc như thế này thì các bạn phải buộc thật chặt.
nghĩa là mình vẫn để cho nó có một chút phần hơi để nó không bị vỡ. Đó, và các bạn buộc tương tự như vậy cho đến hết nhé. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn dồn hết được cái khí ra ngoài và các bạn cũng buộc xong rồi thì lúc này các bạn mới tháo cái phần này ra. Làm một mình vẫn làm được đúng không các bạn? Đó, các bạn, sau đó thì mình buộc chặt lại là được. Rồi. Bây giờ thì các bạn đi rửa lại với nước cho nó sạch rồi chúng ta đem đi luộc nhé. Giờ để luộc lòng heo ấy thì rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái nồi. Cái nồi này các bạn sẽ phải lựa chọn cái nồi nó hơi rộng một chút. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần lòng rồi vào đây để luộc. Các bạn bật bếp nhé. Mới đầu thì các bạn sẽ để lửa lớn một chút để cho nước nó nhanh nóng. Khi mà các bạn thấy nó bắt đầu nóng được khoảng tầm 50 độ, các bạn sờ các bạn thấy ấm tay thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ cho mình, nếu không là nó sẽ bị vỡ cái phần dồi các bạn nha. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy phần nước nó bắt đầu tăm tăm ở phía dưới rồi thì bây giờ các bạn sẽ giảm lửa xuống cho mình nhé. Để nó chín từ từ và không bị vỡ cái phần vỏ của dồi. À, các bạn ơi, khi mà các bạn thấy phần nước nó bắt đầu nóng nóng lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ châm nhé. Các bạn sẽ châm để cho nó không bị vỡ. Các bạn châm nhỏ nhỏ thôi. Để cho cái phần nước tiết nó ra. Và khi châm thì các bạn nhấn cái dồi này xuống này để nó không bị bắn vào mặt. Đó, các bạn phải châm như vậy để cho nó không bị vỡ. Và nhớ là phải luộc lửa rất nhỏ. Càng nhỏ càng tốt. Nếu không là nó vỡ ngay nha. Các bạn ơi, khi mà các bạn châm, các bạn thấy nó không còn ra cái nước đỏ nữa. Đó, nó ra nước trắng trắng như thế này. Các bạn kiểm tra nhé. Đó, nó không còn ra nước hồng nữa. Thì là cái phần dồi của mình nó đã chín rồi. Các bạn vớt ra một cái rổ hoặc là một cái đĩa là được.
các bạn sẽ vớt ra để thật nguội, sau đó thì các bạn mới đem đi thái nhé. Thì các bạn sẽ thái nhé. Khi mà các bạn thấy phần dồi nó còn nóng nóng một chút. Các bạn ơi, bây giờ thì các bạn sẽ thái cái phần dồi này ra nhé. Đó, các bạn thấy không? Phần dồi mỡ này ngon lắm luôn. Và các bạn sẽ thái những cái đoạn từ 1,5 đến 2cm thôi. Ngon tuyệt của mèo. Món này mà uống bia này, chấm mắm tôm thì ngon tuyệt vời luôn. Khi mà các bạn thấy nó vẫn còn ấm ấm ấy, là các bạn đem đi các bạn thái nha. Mình quay gần lại để các bạn nhìn rõ hơn nhé. À đây các bạn ơi, đây là toàn bộ thành phẩm của cái món này ở đây. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.